Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Triệu Quốc Trung, 47 tuổi, được gửi về cho chương trình. Tôi bị tiểu đường type 2, hiện đang dùng Diamicron. Trong quá trình dùng thuốc, tôi thấy rất lo vì thường xuyên bị tụt đường huyết quá mức. Tôi tìm hiểu thì biết đây là một trong những tác dụng phụ của thuốc. Xin hỏi, xử trí và phòng ngừa tụt đường huyết quá mức do Diamicron gây ra như thế nào? Xin cảm ơn. Đúng như là anh Trung vừa mới trao đổi, hạ đường huyết là một trong những tác dụng phụ khá là phổ biến khi mà sử dụng Diamicron. Nguyên nhân ở đây thì có thể là do khi mà người bệnh uống Diamicron nhưng mà lại ăn uống quá là kiêng khem hoặc là bỏ bữa khi mà dùng thuốc. Một số trường hợp thì có thể là do là tập thể dục quá sức hoặc là uống nhiều rượu bia. Vậy thì khi có cái dấu hiệu của hạ đường huyết ấy, người bệnh tiểu đường thì có rất là nhiều các cái dấu hiệu cảnh báo hạ đường huyết khác nhau, nhưng mà thường là có 3 cái triệu chứng điển hình. Thứ nhất đấy là đói cồn cào, thứ hai là run rẩy và thứ ba là tay chân lạnh. Ngoài ra thì có một số trường hợp có thể xuất hiện các cái triệu chứng khác, ví dụ như là mệt mỏi hoặc là lo lắng bất thường hay là đau đầu, buồn nôn. Vậy thì khi mà có những cái dấu hiệu hạ đường huyết như vậy rồi thì các bạn có thể xử lý bằng các cách sau. Thứ nhất là có thể uống 150 đến 200 ml nước ép hoa quả. Cách thứ hai là có thể uống 1 đến 2 viên glucose. Cách thứ ba là có thể pha 3 đến 4 thìa cà phê cùng với lại một cốc nước khoảng là 200 ml nước để mình uống. Vậy thì sau khi mà mình uống như vậy khoảng tầm là 15 phút, nếu mà gia đình các bạn có máy đo đường huyết cá nhân ở nhà thì mình nên kiểm tra lại cái chỉ số đường huyết. Nếu mà cái chỉ số đường huyết này khi mà kiểm tra nó vẫn dưới là 700mg trên dl hoặc là 4mmol trên lít thì khi đó cần lặp lại cái bước đầu tiên, đấy là mình lại uống lại một cốc nước ép chẳng hạn. Sau đó 15 phút mình lại kiểm tra đến lần thứ hai. Sau lần thứ hai này mà nếu đường huyết không có xu hướng tăng thì tốt nhất là bạn nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc là những người bên cạnh để đưa đến bệnh viện để được các bác sĩ ở đây người ta xử lý. Vậy thì với cái trường hợp mà mình vừa mới trao đổi, đấy chính là cái cách xử lý ở ngay tức thời. Thế thì về lâu dài để phòng ngừa cái nguy cơ mà hạ đường huyết thì bạn cần phải lưu ý đấy là mình sử dụng Diamicron đúng giờ và đúng liều. Sau khi mà mình uống Diamicron từ 15 đến 30 phút thì bạn nên ăn uống và trước khi mà mình tập thể dục chẳng hạn thì mình nên ăn nhẹ, có thể là một vài lát trái cây để tránh cái nguy cơ tụt đường huyết về sau. Xin cảm ơn dược sĩ Hoa. Từ lâu tôi vẫn sống hòa bình với bệnh tiểu đường. Nhờ thường xuyên sử dụng hộ tăng đường, hộ tăng đường giúp tôi phòng và cải thiện biến chứng. Hộ tăng đường, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường. Hộ tăng đường, bảo vệ tạng trong bệnh tiểu đường. Đừng để biến chứng tiểu đường trở thành gánh nặng của bạn. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.